Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bồ Đề Sa Đa Nam Gacchami, Đà Mâm Sa Đa Nam Gacchami, San Hâm Sa Đa Nam Gacchami. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho quê hương đất nước tổ quốc Việt Nam. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an, cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài pháp giới được trọn thành Phật đạo, củ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, con Du Tăng Thích Minh Tánh là ngu đệ tử của cố đại lão hòa thượng pháp chủ tăng thống giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ thế giới Tam Tổ Thích Giác Nhiên. Tam Tổ Thích Giác Nhiên, tôn sư của con là Minh Đăng Quang Bồ Tát. Nam mô tôn sư Minh Đăng Quang Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay kính thưa quý vị, hôm nay với chủ đề hôm nay là Đại Lễ Vu Lan Bồn, Vu Lan Tứ Hiếu. Thường thường người ta nói là Vu Lan Báo Hiếu, Vu Lan Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân, nhưng mà hôm nay Vu Lan Tứ Hiếu, Vu Lan Tứ Hiếu, đó là chủ đề ngày hôm nay quý vị ơi. Mà cái Vu Lan Tứ Hiếu là nghĩa là sao, gọi là Tứ Hiếu, đó mình phải hiểu rõ đó. Ơn cha mẹ, là quý vị nghe một bài kệ công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, đạo làm con chẳng phúc nào quên, sớm hôm cung phụng báo đền, tròn câu hiếu đạo mới nên thánh hiền. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đó quý vị, bây giờ nè, bây giờ cái tình trạng bây giờ, cái thời buổi bây giờ thiệt á, con nít nó hỗn láo, mất dạy, bất hiếu vô cùng, chửi cha mắng mẹ, chửi cha mắng mẹ, coi như không có tôn sư trọng đạo, không có tôn sư trọng đạo gì hết trơn á, mất dạy đủ thứ hết, nó làm khổ cha khổ mẹ. Công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, nuôi nấng khôn lớn nên người, rồi bây giờ lại chửi cha mắng mẹ, phản phúc, coi như là vong ân bội nghĩa, có trăng quên đèn, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. Trời ơi, bây giờ mà coi như là không có tiền chơi game, không có tiền chơi game đó mà không có tiền chơi game, mà coi như là đánh cha, là ăn cắp tiền của cha mẹ, đánh cha hại mẹ luôn, làm sao để có tiền đó để mà chơi game, đó là coi như là để ăn chơi đó. Quý vị thấy không, thấy coi như là cái sự báo hiếu không có. Bởi vậy nên á, nè, nghe quý vị nghe cho rõ nè, nghe cho rõ nè, hiếu đã, cái con nó có là tứ hiếu. Hôm nay đó là ngày lễ Vu Lan, quý vị phải biết rõ là không phải là hiếu đạo với cha mẹ là hiếu đâu. Đây nè, nó có là tiểu hiếu là với cha mẹ, tiểu hiếu là với cha mẹ, trung hiếu là với đất nước, là quê hương tổ quốc đất nước, trung hiếu là với đất nước, đại hiếu một kiền liên, là với chúng sanh muôn loài, đó là đại hiếu một kiền liên, đó là coi như là đại hiếu một kiền liên. Còn chân toàn hiếu là tu thành Phật, chân toàn hiếu là tu thành Phật thành thánh đó, đó là chân toàn hiếu. Bởi vì quý vị phải biết rõ, nói lại một lần nữa, tiểu hiếu là với cha mẹ, trung hiếu là với đất nước, đại hiếu là với chúng sanh, chân toàn hiếu là tu thành Phật. Đó, nói về coi như là đại lễ Vu Lan, cái hiếu đạo đó là mình phải biết là coi như là một kiền liên, ngày một kiền liên, và bà Thanh Đề là mẹ đó, một kiền liên. Ai cũng nói bà Thanh Đề là xấu, nhưng mà không phải đâu, tại vì bà Thanh Đề cho thầy chùa ăn thịt chó, phỉ báng Phật pháp đó, bị đọa địa ngục là tại vì bà Thanh Đề. Phải biết cái nguyên nhân, là lý do tại sao bà làm như vậy, mình phải hiểu. Ngày xưa mà cái lễ mà coi như là dằm ngày lễ Vu Lan lên cúng Phật,
cúng Phật thì ai cũng cúng sơn hào hải vị, cúng coi như là coi như là vàng bạc châu báu ngọc ngà. Còn riêng bà Mục Kiền, bà Thanh Đề là mẹ của Mục Kiền Liên đó, bà lột hàng triệu, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu hột lúa đó quý vị, cái lúa rồi mới xay ra thành gạo, phải không quý vị? Nhưng mà bà không có xay ra mà bà lột bằng tay mà tới nỗi đầu các đầu ngón tay rúm máu hết, mà bà cứ lột từng hột bà lột ra xong rồi bà nấu một nồi, bà đội lên đầu. Hồi đó là Vu Lan Bồn. Tại sao gọi là Vu Lan Bồn? Vu Lan Bồn là đội cái bồn, đội cái thau lên đó, rồi cúng dường đi cúng Phật. Rồi bà lột từng hột, cái bà nấu xong rồi bà chín, bà đội lên lên cúng Phật. Rồi cúng Phật ai cũng cúng sơn hào hải vị, tiền bạc đó, vàng bạc châu báu ngọc ngà. Bà cúng cái nồi cơm thì mấy vị tiểu tăng á, mấy người tiểu tăng là mấy ông sa di, mấy ông nhỏ đó, nó chê trách nói là trời ơi ông ơi, bà cúng cái gì mà cái này là ai mà ăn vậy đó, người ta cúng sơn hào hải vị tại sao bà cúng cái này? Bởi vì nói với bà buồn rồi sanh ra giận bà phỉ báng Phật pháp, bà giận dữ tại vì bị các tiểu tăng khinh thường là cái sự cúng dường của mình. Nhưng mà cái phước báo của bà vô lượng vô biên mà người ta không có biết được, chỉ có ông sư trụ trì là bậc thánh tăng biết được, nhưng mà đó với chư thiên chư Bồ Tát chư Phật là mới hiểu được tấm lòng của bà. Đó, bà khi mà bà giận dữ thì bà buồn rồi bà giận mất hồn đó, bởi vì nóng giận mất hồn quý vị. Bà nói được, bà về làm bánh bao thịt chó để dâng lên các thầy thích ăn bánh bao. Hồi xưa bánh bao người ta thích lắm, xa xíu bao hạt cảo đó, người ta thích ăn bánh bao. Cái bà mới đem thịt chó, bà giết con chó xong rồi bà làm thịt, bà đem lên cúng. Thì ông sư trụ trì nói nếu mà hôm nay có ai cúng bánh bao, tụi con hồi đó cái tay áo nè, cái đải, cái hai tay cái đải nè, người ta bỏ thức ăn vô nó rộng lắm, cái đải nó rộng lắm, người ta bỏ thức ăn vô tay áo, các coi như là vị thánh tăng đó dặn các đệ tử phải bỏ bánh bao chai vô tay áo, rồi xong rồi đó lấy bánh bao mặn bỏ vô tay trái, lấy bánh bao chai ở bên tay phải ra ăn thì ăn đó, bà cúng bánh bao mặn các sư bỏ vô rồi lấy bên tay này ra ăn. Bà cười nói là thầy chùa ăn thịt chó, nhưng mà bà đâu có ngờ là vì thánh tăng đó biết được, cái mới lấy tất cả bánh bao mặn đó đem chôn ra cái đồi cầu nguyện cho con chó đó. Thì đem chôn đó thì ở dưới đất nó mới trồi lên hành hạ tỏi nén kiệu đó, ăn sống thì nóng nảy, ăn chín thì dâm dục, bởi người tu không có ăn, ai cúng ai lỡ làm thì ăn, chứ còn mà người tu tự là không có ăn là đó là hành hạ tỏi nén kiệu, ăn sống thì nóng nảy, ăn chín thì dâm dục, bởi vậy người tu tránh cái ngũ vị tân. Ngũ vị tân là hành hạ tỏi nén kiệu, đó là cái sự tích quý vị phải hiểu rõ đó. Xong rồi đó, cái bà Thanh Đề vì tội ác chửi Phật pháp, phỉ báng Phật pháp, rồi cho thầy chùa ăn thịt chó, cái tội đó quá nặng nên bà khi bà mạng chung, bà đọa vào địa ngục vô gián, bà khổ não vô cùng, bị treo ngược là cái đầu nó chổng xuống, cái chân treo lên á. Thì Mục Kiền Liên ngồi thiền định á, mới tìm hiểu mẹ mình ở đâu. Cái Mục Kiền Liên mới dùng thần thông đó thì quán xét khắp tam thiên đại thiên thế giới, thì thấy mẹ mình ở dưới địa ngục. Mục Kiền Liên quá đau lòng bay xuống địa ngục để cứu mẹ, nói là nếu mà nhờ công đức con tu hành cho mẹ con được thả xuống thì bà Thanh Đề được thả xuống ngay tức khắc.
cái ôm ôm mẹ vào lòng, mẹ đói khổ quá, nói mẹ đói quá con ơi. Một kiền viên mới bay lên trên trên coi như là lên trần gian, trở lại trần gian, trở lại thế gian nè, rồi xin được một bát cơm, bình bát cơm đem xuống địa ngục cho mẹ mình ăn. Thì tay trái bà giữ cái bình bát, tay phải hủ hầu bốc ăn, thì bốc vô bà bỏ vô miệng thì lửa cháy lên liền, phừng phừng với cái nghiệp quả bà quá ác nên lửa phừng ra lên, bà la lên, bà hãi hùng. Bắt đầu Đức Phật thương quá, Đức Phật coi như là Mục Kiền Liên đó mới bạch Đức Thế Tôn, tại sao mà con giúp ai cũng được, mà tại sao con thấy mẹ con cái tiền kiếp thấy mẹ con không được, với tại sao con giúp mẹ con không được? Tại vì đó, bởi vì Đức Thế Tôn mới từ bi chỉ dạy là mẹ con nghiệp lực sâu dày, mặc dầu con thần thông quảng đại nhưng mà với cái nghiệp lực, bởi vì thần thông bất năng định nghiệp, thần thông cũng không có thoát khỏi nghiệp lực được quý vị ơi. Thần thông bất năng định nghiệp, đó là lời Đức Phật nói, thần thông có không có thoát khỏi nghiệp lực quá sâu dày, trừ có khi nào nguyện lực nó mạnh nó mới đè cái nghiệp lực thôi. Bởi vậy nên á, bởi vậy nên Phật mới chỉ dạy là con bây giờ ngày rằm tháng 7 này, lễ Vu Lan này, con cầu các chư tăng, cúng dường các chư tăng. Bởi vậy nên rằm tháng 7 ai cũng cúng dường chư tăng là như vậy đó, cúng dường các chư tăng rồi cầu sám hối. Đó là công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Đó, ơn Phật dạy mà, ơn ơn Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Ơn thứ nhất là Phật Pháp Tăng, là ơn Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Quy y Tam Bảo bất đọa tam đồ, quy y Phật không đọa vào địa ngục, quy y Pháp không đọa vào ngạ quỷ, và quy Tăng không đọa vào súc sinh. Quy y Tam Bảo bất đọa tam đồ, đó là lời Phật dạy. Còn thứ hai là ơn thứ nhất là ơn Tam Bảo, thứ hai là ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Phận làm con chẳng phúc nào quên, sớm hôm cung phụng báo đền, tròn câu hiếu đạo mới nên thánh hiền. Ơn sanh thành dưỡng dục là ơn cha mẹ. Ơn thứ ba là ơn đàn na thí chủ, nghĩa là ơn quốc gia, ơn chúng sanh đó quý vị. Ơn chúng sanh, mọi người đều giúp mình sống trên cõi đời này, mình nói không ai giúp mình, chứ thật sự ra mình xài món đồ cũng có người tạo nên giúp mình. Đó, mình đi đâu cũng có người giúp mình làm bất cứ cái gì từ nhỏ đến lớn cũng có người giúp mình, không có người trồng lúa làm sao mình có gạo ăn. Đó, cái ơn chúng sanh là ơn đàn na thí chủ là ơn thứ ba. Còn ơn thứ tư là quốc gia thí thổ, là ơn đất nước, mình sống ở đất nước nào, quê hương tổ quốc đất nước nào, mình phải mang ơn đất nước đó. Đó, nếu mà không có đất nước cu mang mình, làm sao mình có được ngày hôm nay. Bởi vậy nên không có nên dông ân bội nghĩa, có trăng quên đèn, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. Đó, ơn thứ nhất là ơn Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Ơn thứ hai là ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Ơn thứ ba là ơn coi như là đàn na thí chủ, ơn chúng sanh. Ơn thứ tư là quốc gia thí tổ, quê hương tổ quốc đó, đất nước. Mình phải nhớ đến bốn tứ trọng ân, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam độ khổ, trên nguyện thành Phật đạo, dưới cứu độ chúng sinh, trải mình thành đạo. Thì Mục Kiền Liên mới nghe được như vậy, Mục Kiền Liên mới coi như là hội chư tăng rồi cúng dường rồi cầu nguyện cho bà. Thì sau khi bà thoát khỏi địa ngục á, bà bay thẳng lên thiên cung đó, bay thẳng lên thiên cung làm một tiên nữ đẹp như tiên nữ giáng trần. Bà đẹp lộng lẫy, hào quang sáng rực hết, tại vì bà có phước lắm, nhưng mà bà cũng có tội. Có phước quý vị phải biết, có phước thì hưởng, có tội là phải trừng. Bởi vậy quý vị làm tội, quý vị vay là phải trả. Mình vay nợ máu mà trả bằng xì dầu làm sao được. Nhân nào là quả đó, nhân quả tơ hào chẳng sai. Ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Ý mình lanh lợi gạt người, kiếp này không trả, trả 10 kiếp sau. Đó quý vị, gieo nhân nào là gặt quả đó. Quý vị không tin sư thì quý vị nhìn vô cái gương đi, cái gương quý vị chải đầu, nhìn vô cái kiến á, cái gương đó, quý vị cười nó cười, quý vị vui nó vui, quý vị buồn nó buồn. Quý vị như thế nào thì cuộc đời quý vị như thế đó. Ý mình cười người hôm trước, hôm sau người cười quý vị ơi. Bởi vậy hại người là người hại, thương người là người thương mình. Mình làm bất cứ gì cũng có nhân quả, giống như nó phản chiếu cái gương á, nghiệt kiến đài, giống như cái gương vậy, nó phản chiếu không bao giờ sai chạy. Điểm điểm đích đích bất sai di, nghĩa là không bao giờ sai chạy quý vị ơi. Bởi vậy nên á, bởi vậy bà ý là
cô bà Thanh Đề đó mà còn phải bị như vậy rồi đó, thấy chưa ý. Bởi vậy nên quý vị, đây là cái gương của ngài Mục Kiền Liên báo hiếu cho mẹ nhờ có cái công phu tu hành mà mẹ thoát khỏi địa ngục. Bởi vì con tu thành, cha mẹ sanh thiên. Trời ơi, một nhà, cái nhà nào mà có người tu đó là cái nhà đó phước báo vô cùng luôn đó, đó cha mẹ là thoát bao nhiêu tai nạn là nhờ có người tu. Bởi vì con tu thành, cha mẹ sanh thiên, đó là lời Phật dạy đó. Đây là hôm nay là cái ngày báo hiếu phụ mẫu ân là như vậy đó. Quý vị biết Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân không? Đại đế Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân. Việt Nam mình có đại đế Quang Trung Nguyễn Huệ là đại đế Quang Trung đó. Còn hồi xưa là đại đế coi như là Thành Cát Tư Hãn Thiết Mộc Chân. Ngài coi như là khủng khiếp lắm. Ngài đi tới đâu là gió ngựa, là coi như là Mông Cổ là cỏ mọc không lên luôn. Nó tàn sát khắp các nơi trên thế giới hết. Vậy đó, nghe tới Thành Cát Tư Hãn là cũng như là một hung thần, coi như là cũng như là một hung thần, coi như là ở trên dương thế ai cũng sợ hãi hết. Nhưng mà Thành Cát Tư Hãn lạ lắm. Thành Cát Tư Hãn gặp mẹ là quỳ xuống liền đó. Mẹ la là coi như là mẹ la, mẹ nói, mẹ chửi, mẹ mắng là cũng như là sợ hãi liền. Ngài không sợ ai hết, trời đất ngài không sợ. Ngài phá hủy tất cả là thành quách tất cả các nước trên thế giới, nhưng mà lạ lùng sợ mẹ quỳ xuống. Mẹ la là sợ mẹ là quỳ xuống đó, đó, thấy chưa quý vị? Thấy một vị lãnh đạo mà hung tàn mà còn sợ mẹ đó, thương mẹ, nghe lời mẹ đó. Còn quý vị cỡ như thế nào đó mà dông ân bội nghĩa, có trăng quên đèn, ăn cháo đá bát, chửi cha mắng mẹ, mất dạy đấy, dông ân đó là quý vị có phải là con người không? Cái đó là con súc vật chứ không phải là con người đó. Là vì công ơn cha mẹ mà mình không có báo đền đó. Rồi quý vị biết Lão Tử không? Lão Tử là một thánh nhân đó. Lão Tử là một thánh nhân, một thánh nhân á, Lão Tử tu tiên đó. Ngày đi về thăm mẹ, mẹ ngày 120 mấy tuổi rồi, ngày cả 100 tuổi rồi, ngày cả 100 tuổi, ngày về, ngày dẫn đệ tử về thăm mẹ. Ngày mặc áo xanh áo đỏ là hồi xưa áo xanh đỏ là con nít mới mặc áo xanh đỏ, rồi đốt lồng đèn đó, đốt lồng đèn trung thu nè. Ngày đốt lồng đèn ngày mới đi vòng vòng mẹ. Tết trung thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường. Vậy đó, ngày đi vòng vòng chung quanh mẹ để cho mẹ vui, để làm cho mẹ vui. Mặc dầu già rồi mẹ mới nói là trời ơi mày già rồi mày còn đốt đèn, mày bà thích quá, bà cười khắc hả, bà cười, bà đứng tìm bà chết luôn. Vậy đó, bà đứng tìm bà chết luôn. Vì hiếu đạo mà, vì hiếu đạo thương mẹ đấy, đấy là biết. Tại vì ngài Lão Tử là tu tiên, ngài biết ngày đó, tháng đó là mẹ chết, phải làm cho mẹ vui trước khi mẹ chết. Bởi vì ngài biết trước cái sự chết của mẹ, bởi vì ngài mới về, ngài mới đốt đèn cày, đốt lồng đèn ngài đi vậy đó. Ngài hiếu đạo không quý vị? Rồi khi ngài trở về, ngài té ở trên núi cái răng nó gãy luôn, mà máu mềm luôn, ngài bị đập cái miệng vô đá đó, gãy răng các đệ tử đỡ lên, trời ơi thấy máu mềm luôn hết. Cái ngài mới nói là ngài, các đệ tử nói trời sư phụ có sao không, coi sư phụ gì đó. Cái ngài nói các con coi cái lưỡi còn không. Cái nói trời ơi răng gãy rồi sư phụ, không lo mà lo cái lưỡi làm sao, lo cái lưỡi làm sao. Ngài ý là ngài bị nạn, ngài dẫn dạy cho hậu thế. Ngài nói là cái răng cứng, cái răng cứng, cái lưỡi nó mềm, bởi vì nhu thắng cường, nhược thắng cường đó. Đó là vậy đó, công ơn cha mẹ coi như là trời biển đó. Bởi vì nên các bậc thánh nhân mà còn thương cha thương mẹ, còn huống chi mình. Đây nè quý vị phải biết nè, nghe một bài thơ này, là tại vì sắp hết giờ rồi, nghe một bài thơ này. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại 8 phần, bởi chúng sanh mang lấy xác thân. Khổ thứ nhất sự sanh làm gốc, vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Buổi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lỏng bỏng, ta kể sơ những điều bi thống. Mẹ no cơm chật chội khó khăn, khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Đoạn lão khổ thứ nhì xin kể, từ trẻ thơ cho đến tuổi thành nhân, hết tráng cường cho đến lúc mòn thân. Răng lần
răng lần rụng lưng cong gối mỏi, nằm đi đứng đỡ lưng trống chọi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhăn, đeo hành hạ sát thân ô uế, bởi thời thế chuyển xây biến thể, thêm uống ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra. Thân trằn trọc hôn mê nhức nhối, cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, lại còn thêm trật tật nọ tật kia, rồi từ đây cho tới phút chia lìa, đoạn tử khổ thứ tư phân giải, trên dương thế hữu hình tắc hoại, có sanh ra khổ hải đâu chừa, trải bao phen giải gió dầm mưa, ngày kiệt sức huyễn thân tan nát, gần hấp hối tinh thần xao xác, trí vẩn vơ kinh sợ vô cùng, rồi mòn lần cho tới phút lâm chung, giả cõi tạm theo đường tội phước, nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát khỏi tuần hoàn, dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi, sanh lão bệnh tử, sanh lũ bèn sĩ, là như vậy đó. Bởi vì cuộc đời mình phải còn sống ngày nào, mình phải biết cái công ơn nha, đó tứ trọng ơn, ơn tam bảo, ơn cha mẹ, ơn chúng sanh và ơn đàn na thí chủ. Nó sắp hết giờ rồi quý vị ơi, bởi vì sư phải từ biệt quý vị, sẽ hẹn đến kỳ sau. Con Du Tăng Thích Minh Tánh Bồ Đề Saranam Gacchami, Đà Mâm Saranam Gacchami, Sanh Hâm Saranam Gacchami. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho quý vị, thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an, cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài, pháp giới được trọn thành, Phật đạo củ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật.